Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Vinci Dev Channel trong cái series dạy về lập trình Eco Framework. Thì ở những cái video trước mình đã giới thiệu cho các bạn về middleware là gì, cách sử dụng một số cái middleware có sẵn ở bên trong cái Eco Framework này, ví dụ như là Logger, BasicOut và GWT. Thì cái nhu cầu của mình nó sẽ không dừng lại ở những cái middleware có sẵn của Eco Framework, mà mình sẽ phát sinh thêm những cái nhu cầu là mình muốn tự xử lý những cái middleware riêng của mình. Thì bắt buộc mình phải viết một cái custom middleware. Thì trong Eco Framework, để mà mình có thể viết được một cái custom middleware, mình phải xử lý như thế nào, mình phải code như thế nào. Thì ở video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn. Thì trước khi bắt đầu vào cái việc là làm như thế nào để mà mình có thể viết được một cái custom middleware ở trong Eco Framework này á, thì mình phải tìm hiểu coi là ở trong Eco Framework họ định nghĩa cái middleware function đó là cái gì ha. Rồi bây giờ mình phải vào cái code của Eco Framework. Thì ở đây họ định nghĩa cái middleware function là một cái function để xử lý middleware. Đây, middleware function là một cái function để mà xử lý middleware. Thì middleware function này nó chính là viết tắt của một cái function. Cái function này truyền vào một cái handler function và trả vào cái handler có nghĩa là gì? Các bạn có thể thấy được là lúc mà mình truyền cái middleware vào trong một cái API handler hoặc là một cái group hoặc là server gì đó, thì mình có thể truyền nhiều nhiều cái middleware cùng lúc. Vậy thì framework Eco Framework nó sẽ xử lý hết cái middleware này tới cái middleware khác theo một cách gọi là tuần tự ha. Vậy thì một cái middleware function nó sẽ nhận vào, đầu vào của nó chính là cái hàm xử lý của một cái middleware kế tiếp ha, và nó trả về cái hàm xử lý của middleware hiện tại của mình. Để làm cái gì? Để mà khi mà các bạn xử lý xong cái middleware, cái phần logic của cái middleware của mình custom ra, thì các bạn sẽ gọi cái middleware kế tiếp là ok, tới lượt cái middleware này chạy đi, thì mình sẽ sử dụng cái handler function này để mà mình gọi cho cái middleware kế tiếp nó chạy ha. Còn nếu như không có middleware nào nữa thì nó sẽ tiếp tục nó xử lý tới cái HTTP request của mình ha. Đây, thì ở phía bên dưới này nó định nghĩa rõ hơn về cái handler function. Đây thì handler function định nghĩa một cái function để phục vụ một cái HTTP request. Đấy, mình đấy. Thì một cái HTTP request tới thì handler function nó sẽ xử lý ha. Ok, thì handler function này nó viết tắt của một cái function nhận vào cái context và trả về một cái error. Rồi, vậy thì tới đây là các bạn đã có thể biết được cái middleware function ở trong cái Eco Framework là gì và cái handler function nó là viết tắt của cái gì. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào mình code một cái custom middleware demo ở trong cái Eco Framework demo này của mình ha. Bây giờ quay trở lại cái demo này của mình, thì hiện tại mình đang có cái API login rồi. Mình có middleware authent là BasicOut. Vậy thì mình có luôn cái middleware GWT là isLogin. Vậy thì bây giờ mình muốn làm một cái middleware để kiểm tra xem là chỉ những cái user nào là admin thì mình mới cho phép họ sử dụng cái API đó. Còn nếu như không phải là admin thì mình không cho sử dụng ha. Vậy thì mình phải viết một cái custom middleware riêng,
chứ ở trong Eco-Framework nó không có một cái middleware nào để mà nó xử lý cái chuyện riêng tư cá nhân như vậy ha, cái nhu cầu rất là riêng của mình. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu viết một cái file mới là isadmin.go. Rồi, vậy thì đầu tiên là mình sẽ định nghĩa một cái middleware function ha. Middleware function là một cái phần, nó nhận và đầu vào của nó chính là một cái handler phần, đúng chưa? Nó nhận vào cái handler phần và nó sẽ trả về một cái co chấm handler phần. Ok. Rồi. Thì cái echo handler phần này này. Echo handler phần này nó là một cái function đúng không? Thì mình sẽ return về một cái phần. Rồi. Một cái phần và đầu vào của nó sẽ là một cái context C ha, echo context và return về một cái error. Đấy. Oh, sorry. Mình rồi, đó như vậy mới đúng cái ngữ pháp. Lại bị sai ngữ pháp luôn. Rồi, ok. Vậy thì bên trong cái phần echo này là cái bên này là một cái handler phần. Cái chỗ này chính là cái chỗ mà mình sẽ xử lý cái logic cho cái custom middleware của mình ha. Thì cái logic của mình đang muốn là cái gì? Cái logic của mình đang muốn là mình sẽ lấy từ ở bên trong cái access token, cái gRoutility mà client gửi lên á, mình sẽ đi kiểm tra cái trường là is admin ở bên trong cái gRoutility đó. Và nếu như mình nó là admin bằng true thì mình sẽ cho cái handler function tiếp theo chạy. Còn ngược lại thì mình sẽ trả về một cái lỗi là unauthorized. Ok. Rồi. Mình nhớ mang máng đâu đó là mình đã từng lấy cái chỗ cái gRoutility, mình lấy cái data là admin ra rồi. Vậy thì bây giờ mình kiếm lại để mình đây 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 mình copy thôi cho nhanh ha. Đây, vậy thì mình copy về đây. Rồi. À, cái username này đây mình không cần ha. Rồi, thì đầu tiên là mình lấy cái token từ bên trong cái field user ha. Rồi sau đó mình sẽ lấy những cái claim của user ra. Và trong cái claim đó thì mình lấy cái key admin. Thì cái field admin này là bool ha. Rồi. Nếu mà là admin á, đúng chưa? Thì mình sẽ gọi cái next nó chạy. Còn ngược lại thì return error unauthorized. Rồi, chỗ này rất là dễ hiểu đúng không? Chỗ này là nếu mà cái admin này của mình á mà nó là true, có nghĩa là nó đúng là user này đúng là admin, thì mình sẽ cho cái middleware của mình nó chạy tiếp. Đi nó pass qua cái middleware này, nó đi tiếp. Còn ngược lại nếu như mà nó không phải là admin thì sẽ bị báo lỗi là unauthorized và bắt buộc nó sẽ stop ngay chỗ cái middleware này, nó không chạy nữa ha. Ok. Rồi, vậy thì để cho nó rõ ràng hơn thì mình sẽ lock ra. Mình lóc chỗ này ra ha. Thế mình coi cái cờ isadmin nó có đúng như mình suy nghĩ không ha.
Ok. Rồi. Có thấy là cái middleware function này của mình là ok rồi đấy. Bây giờ làm sao để xài nó? Giờ mình làm sao để xài nó đây? Thì bây giờ mình sẽ thêm một cái API nữa ha, thêm cái API nữa. Ok, giờ mình thêm một cái API nữa là API server.get. Get nhưng mà nó là suyệt admin, thì cái admin này đầu tiên nó phải yêu cầu là đã login rồi, ok chưa? Sai gì vậy ta? Server get is login type as echo function. À, mình chưa có cái handler, mình phải bỏ vào cái chỗ xử lý handler nó chứ. Rồi ok, mình sẽ sử dụng cái handler hello lại ha. Nếu là quên thì tạm thời mình chưa có viết một cái handler mới thì mình cứ bỏ cái handler hello cũ vào. Hiện tại thì cái admin này nó chỉ mới login thôi. Vậy thì mình define thêm một cái is admin ở đây nữa. Nó chính là bằng middleware chấm y sorry, cái function này mình phải viết hoa thì nó mới thấy được. Is admin. No, is admin middleware. Ok, được chưa? Rồi, thì mình sẽ bỏ cái middleware is admin này vào đây. Rồi, bây giờ các bạn nhìn nha, mình zoom to ra thêm miếng nữa cho các bạn có thể nhìn rõ nha. Cái API admin của mình nó sẽ gọi vào cái handler hello của mình. Nếu như nó thỏa hai cái middleware là is login và is admin. Và các bạn phải lưu ý là cái thứ tự các bạn bỏ cái middleware vào như thế nào á thì nó sẽ chạy theo đúng cái thứ tự đó, nghĩa là đầu tiên nó sẽ vào login và sau đó nó sẽ vào admin nếu như login thành công. Nếu ở đây các bạn bỏ admin lên trước đó, và bỏ login thì nó sẽ chạy vào admin trước rồi sau đó nó mới chạy vào login. Nhớ nha, mình đưa vào thứ tự nào thì nó sẽ chạy theo cái thứ tự đó. Rồi ok, mình cảm thấy là nó có vẻ đúng đúng rồi. Bây giờ mình thử mình chạy cái code mình lên. Run mình chấm rồi. Ok, server đã chạy. Bây giờ mình thử mình chạy localhost 8888 admin. Rồi, thì nó sẽ báo là missing malform. Đúng chưa? Nghĩa là mình chưa có đăng nhập. Chưa có đăng nhập nó, mình không có cái security gì hết. Rồi, vậy thì đầu tiên mình lại tiếp tục quay lại demo này. Mình xem coi cái body của mình là gì. Authorization của mình hiện tại đang là admin, password là password. Gửi lên để mình lấy cái token ha. Ok, mình có cái token rồi. Có token rồi. Bây giờ mình sẽ test thử với cái admin. Rồi. Rồi, bây giờ mình nhận được một cái message rồi nè, là hello admin is admin true. Rồi, chính xác đúng không? Có nghĩa là bây giờ mình sẽ xem log coi, rồi.
Mình xem log nè, mình sẽ thấy là đầu tiên là nó sẽ chạy vào cái middleware ha, nó kiểm tra rồi mình sẽ nó sẽ qua được cái JWT đó, nó sẽ vào được cái API login, và API login nó sẽ báo ra cho mình là login with username admin và login admin bằng true, đúng chưa? Nghĩa là nó qua được cái JWT đầu tiên, cái middleware đầu tiên. Sau đó nó sẽ tiếp tục, sau khi mà nó qua được cái middleware mà gọi là JWT thì nó sẽ tiếp tục, nó sẽ chạy tới cái, tại vì lúc nãy là mình gọi API, là mình gọi API login nè, chỗ này nó login thành công rồi nè, nó sẽ trả cho mình một cái token, đúng chưa? Thì sau đó nó sẽ chạy lên tiếp, thì sau khi vượt qua được cái JWT thì cái API, cái middleware chứ, sorry, cái middleware is admin middleware, nó được gọi xử lý và nó trả về cho mình kết quả là true. Và sau đó là nó sẽ return kết quả về cho mình là cái hello admin is admin bằng true. Ok chưa? Rất là đúng, đúng không? Rồi quay trở lại login. Nếu trong trường hợp này mà mình login với cái tên là, trong cái login của mình ha, mình có hai user. Mình có hai user. Mình có hai user admin và phần gì đẹp, mình phần gì đẹp không phải là admin. Rồi, ok chưa? Phần gì đẹp không phải là admin, giờ mình tự test với cái case là phần gì đẹp. Rồi. Rồi, mình cũng có được một cái token này. Ok, mình copy cái token này. À, đây. Bạn thấy rõ chưa? Đó, mình copy cái token này. Mình qua đây. Mình chạy. Thì trước đó mình coi log nè. Mình coi log cái phần login API của mình nè, login with username phần gì đẹp đúng không? Login với cái admin là fail. Đó. Rồi bây giờ mình cầm cái token này mình gọi lên cái admin ha, để xem nó trả về cho mình cái gì. Đây, nó trả về message là unauthorized và cái status là 401. Mày nhìn này, status là 401 unauthorized ha. Và cái message của mình nhận được là unauthorized. Ok. Tại vì hiện tại mình đang log in với vai trò là phần gì đẹp. Phần gì đẹp không phải là admin. Đây, thì cái middleware của mình nó báo là is admin middleware, nó sẽ bị chặn ngay đây và nó báo admin là fail. Ok. Rồi, vậy là cái custom middleware của mình nó đã thành công. Nó nghĩa là mình đã chạy được cái, viết được và chạy được một cái middleware custom do tự mình sáng tác. Thì các bạn có thể tùy ý chỉnh, tùy theo cái nhu cầu của mình mà mình có thể viết bất cứ một cái middleware nào ha. Nó chỉ cần thỏa cái điều kiện thì mình gọi next, không thỏa điều kiện mình trả một cái error, là coi như là mình đã xong cái middleware đó. Và các bạn lưu ý một điều nữa, ở trong đó, trong khi mà mình sử dụng middleware, có nghĩa là mình middleware sẽ được xử lý tuần tự theo thứ tự mà mình truyền vào, cho nên các bạn nhớ lưu ý cho giữ cho đúng cái thứ tự, còn nếu không nó sẽ bị sai, nó sẽ không đúng ha. Rồi đấy, đó chính là những cái lưu ý mà mình nhắc nhở các bạn khi mà các bạn sử dụng middleware ở bên trong cái EcoFamWorks ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video kế tiếp. Mình sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm một vài tính năng nữa về EcoFamWorks này. Xin chào, thấy hay nhớ like và subscribe cho mình nhé. Và để lại cái comment bên dưới coi về cái ý kiến đóng góp của các bạn để cho cái channel mình nó phát triển hơn. Xin chào.